Đây là đài truyền thanh kiểu phong Quý vị và các bạn thân mến Trong chương trình thời sự hôm nay Như thường lệ được hết là nội dung phần tin gồm những tin chính sau tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khoảng 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Đảng ủy quân sự huyện Triều Phong ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Triều Phong khai mạc phiên giao dịch việc làm. Huyện Triều Phong chủ trọng phát triển trong rừng. Xã Triều Thương phát triển cây cò mũi. Phụ nữ xã Triều Trật góp sức xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phần cuối chương trình la bài Triều Phong để mình đào tạo nghề giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Huyện ủy Tiểu Phong đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đến dự có đồng chí Nguyễn Tiến Tịnh, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Về phía huyện Triều Phong có đồng chí Trần Xuân Anh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Phan Văn Linh, phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cùng các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Triều Phong. Qua 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khoảng 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, Đảng Bộ Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Triều Phong đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các mặt và đạt được những kết quả quan trọng, tạo bước chuyển biến mới về thể và lực của huyện đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Nhờ đó nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân cũng như lực lượng vũ trang trong toàn huyện về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã được nâng cao. Việc vận hành cơ chế lãnh đạo của đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới được duy trì có nề nếp đạt hiệu quả. Công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh luôn được chú trọng, đã có 4.735 trường hợp được bồi dưỡng theo quy định, tổ chức hai cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và một cuộc diễn tập phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn, kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng năm chỉ đạo tổ chức 25% đơn vị cấp xã thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ có nội dung thực binh, sát tình hình thực tế của địa phương. Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm kết quả đạt được, những hạn chế đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả của nghị quyết, trong đó tập trung tăng cường lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng chính quyền, sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, Ban chấp hành Đảng Bộ huyện đã trao giải khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Ngày 12 tháng 12 năm 2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Xuân Anh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, bí thư đảng ủy quân sự huyện triệu Phong, đảng ủy quân sự huyện đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng đảng năm 2023. Dư về phía tỉnh có đồng chí đại tá Lê Hồng Việt, ủy viên thường vụ Đảng ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, về phía huyện Triều Phong có đồng chí Phan Văn Linh, phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, đồng chí đại tá Nguyễn Ân Ngân, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện, trung tá Hồ Công Sơn, phó bí thư Đảng ủy quân sự, chính trị viên ban chỉ huy quân sự huyện Triều Phong. Trong năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động chi phối, song bám sát nghị quyết, chỉ thị cấp trên, sự lãnh đạo chỉ đạo của ban thường vụ huyện ủy và thường vụ đảng ủy quân sự tỉnh, sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ của các ngành các địa phương, tập thể đảng ủy đã đoàn kết thống nhất lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện được duy trì thường xuyên chặt chẽ cảnh quan môi trường đơn vị được đầu tư làm mới, nề nếp chỉnh quy đi vào chiều sâu, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả đạt được, nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm của năm 2022, đồng thời đề xuất những giải pháp giải quyết khó khăn vướng mắc để tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ trong năm 2023. Xác định phương hướng nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng năm 2023, trong đó tập trung lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ quyết liệt các mục tiêu chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng bộ quân sự huyện đã xác định, 100% cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm và xử lý kịp thời các tình huống không để bị động bất ngờ, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2023, xây dựng Đảng bộ quân sự huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sáng ngày 11 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm của tỉnh tổ chức khai mạc phiên giao dịch việc làm cho đoàn viên thanh niên và người lao động năm 2022. Đến dự có đồng chí Lê Nguyễn Huyền Trang, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh, về phía huyện Triều Phong có đồng chí Phan Quang Giải, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Trần Bình Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, đồng chí Nguyễn Thành Vũ, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Được biết, tham gia sàn giao dịch việc làm lần này có hơn 20 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng lao động với hơn 3.000 chỉ tiêu việc làm ở các loài hình, ngành nghề khác nhau. Trong đó có 1.000 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. Hàng trăm chỉ tiêu xuất khẩu lao động đi làm việc tại các nước như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc. Sàn giao dịch thu hút hơn 500 lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh và sinh viên trên địa bàn huyện tham gia tìm kiếm việc làm, tư vấn định hướng nghề nghiệp. Đây là cầu nối quan trọng và hiệu quả giữa các nhà tuyển dụng với người lao động trong lĩnh vực tuyển dụng lao động, tìm kiếm việc làm, xuất khẩu lao động và đào tạo nghề sau thời gian ảnh hưởng bởi Covid-19. Triều Phong là huyện có diện tích lâm nghiệp lớn thứ bảy tỉnh Quảng Trị với diện tích rừng trong chiếm tỷ lệ lớn hơn 16.400 ha, trong đó có gần 1.100 ha rừng tự nhiên, còn lại là rừng trồng rừng phòng hộ Hồ đồng huân ngoài diện tích rừng ở hai xã vùng gò Đôi như triều ải triều thượng thì huyện triều phong có hơn ba nghìn hecta rừng phòng hộ trên cát và ven biển ở năm xã triều sơn triều trịch triều an triều vân và triều lăng các loài cây chủ yếu là thông bạch đàn keo đây là vùng nguyên liệu lớn cung cấp cho ngành nông nghiệp chế biến gỗ nhựa thông phát triển trong thời gian tới trong những năm qua xã triều thượng đã chủ trọng đầu tư cơ sở hạ tầng khảo sát quy hoạch vùng đất để phát triển kinh tế chuyển đổi cây trồng con nuôi phù hợp nên đã mang lại hiệu quả kinh tế cao đến nay xã đã xây dựng 5 mô hình trang trại tổng hợp xa khu dân cư trong đó có một mô hình công nghệ cao quy hoạch 5 hecta diện tích cây cỏ muối để khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương, thực hiện thẳng lời nghị quyết đại hội đảng bộ huyện, xã Triều Thượng đã tập trung thu hút đầu tư, huy động mọi nguồn lực để nhân tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, không ngừng không ngừng nâng cao quy mô chất lượng và sức cần trên của sản phẩm đưa đời sống nhân dân ngày một nâng cao xây dựng nông thôn mới là một trong những mục tiêu quan trọng của đảng và nhà nước nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trong đó hội viên phụ nữ do vậy thời gian qua hội liên hiệp phụ nữ xã triệu Trịch đã tích cực vận động hội viên đóng góp sức người sức của để chung tay xây dựng nông thôn mới đặc biệt là nông thôn mới nâng cao vào năm 2022 của địa phương Xác định môi trường là tiêu chí quan trọng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Do vậy, ngay từ khi chương trình vừa triển khai, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Triệu Trạch đã tích cực chủ động tuyên truyền vận động hội viên tham gia, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi chị em trong việc chung tay bảo vệ môi trường góp sức xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay đã có 1.093 trên 1.285 hộ gia đình hội viên phụ nữ thực hiện phân loại rác thải tài nguồn đạt tỷ lệ 85%. Ngoài ra, để tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Triều Trạch đã tuyên truyền huy động hội viên trồng chăm sóc và duy trì mô hình tuyển đường hoa tại bốn thôn trên địa bàn với chiều dài 5 km. Tuyên truyền vận động hội viên trồng hoa cây cảnh tạo môi trường xanh sạch đẹp hơn. Xuân sang Tết đến, lộc phát ngập tràn, kính chúc muôn nơi ấm êm viên mãn. Muôn vàng tài lộc cùng Tết Honda triệu lời cảm ơn quà khủng tết lớn cảm ơn Việt Nam Honda tri ân khách hàng từ nay đến 21 tháng 1 2023 mua xe Honda để có cơ hội trúng 99 giải đặc biệt S năm 350i 999 giải nhất Vision tại ngay điện thoại Samsung Galaxy A04s khi mua Winner X thẻ điện thoại 600 ngàn đồng khi mua Wave Alpha Blade Vision trả góp lãi suất thấp chỉ từ 0,79% một tháng triệu lời cảm ơn quà khủng tết lớn hãy, hãy đến, đến hết ngay nay. Xuân sang Tết đến, lộc phát ngập tràn, kính chúc muôn nơi ấm êm viên mãn. Muôn vàng tài lộc cùng Tết Honda. Triệu lời cảm ơn. Quà khủng tiết lớn. Cảm ơn Việt Nam. Honda tri ân khách hàng. Từ nay đến 21 tháng 1 2023, mua xe Honda để có cơ hội trúng 99 giải đặc biệt SH350i, 999 giải nhất Vision tại ngay điện thoại Samsung Galaxy A04s khi mua winner X. Thẻ điện thoại 600 000 đồng khi mua Quay Alpha Blade Vision trả góp lãi suất thấp chỉ từ 0 một tháng. Triệu lời cảm ơn. Quà khủng tiết lớn. Hãy đến, đến hết, hết ngay. Này. Radio AD thông điệp từ âm thanh hotline 0989 612 668 Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết